Tôi biết chắc luôn, nhiều khi anh em mua đồ không bao giờ đủ đồ để sửa cho một con xe này. Đây là một cái giải pháp cho các anh em luôn, khi sắm một con tủ 55300M này. Một cái súng 1/2 này có 450 N rồi, yên tâm đi nha, đầu này 1/2 rồi. Và trên cái bộ tiếp này các anh em sẽ sở hữu được là 17, 19, 21, 22. Wow, rất tiện lợi. Thứ hai là anh em sẽ có một cái đầu chuyển vít như thế này. Anh em sẽ bắn vít hoặc khoan bê tông luôn. Quá hữu dụng cho các anh em luôn nha. Trên cái bộ này sẽ có đi theo là một cái tay giảm âm phải để lắp vào hai cái tay. Và một cái bộ bao tay chuyên dụng cho các anh em để thợ sửa chữa. Mình đeo ở đây cho anh em, nó rất là thoáng mát nha. Lỡ anh em mà có làm đổ nhiệt mồ hôi thì nó sẽ yên tâm hơn và nó sẽ khô thoáng rất là nhanh. Đấy. Đây là một cái dạng tủ 55300M nha các anh em. Thì đây là cái dòng tủ chuyên về sửa xe máy. Ok, bây giờ mình mở sửa cái ngăn thứ nhất cho các anh em xem. Thì đối với cái ngăn đầu tiên á, thì các anh em sẽ nhận toàn bộ là về cà lê vòng miệng. Thì ở đây nhỏ nhất là cái cây 6 ly nha các anh em. Đủ số từ nhỏ cho đến to, thì to nhất là cây 32 ly luôn nha. Tất cả những cái dòng sản phẩm của hàng Gia Tô á, luôn luôn hàng chính hãng là chữ nổi nha, chứ không phải là chữ đóng nha các anh em. Đây là lưu ý cho mình cái về sản phẩm này nha. Thứ hai thì bên cạnh đó chúng ta sẽ có những cái dòng điếu như thế này, dạng như một cái dạng hai đầu điếu đấy, hay là gọi là hai đầu tròn, tùy các anh em dọ rồi nhé. Thì trên cái cây này á, nó sẽ có một cái hai số, thứ nhất là một cái 7 và một cái 8. Thì đổ dài cho lớn cái cây mà to nhất là 18 và 19 nha các anh em. 18, 19. Đấy. Thì trên cái ngăn đầu tiên của mình á, nó sẽ có rất là nhiều đồ cho mình luôn. Chuyên về là cà lê vòng miệng. Đấy. Quá ngon nha các anh em. Một cây như này thì một cái ngăn tủ này đựng được 3 cây nhỏ. Đấy, anh em mà muốn mua cái cây nhỏ này, mình vẫn có luôn cho các anh em. Muốn mua cái loại khay nào vẫn có nha, tùy các anh em lựa chọn nhé. Bây giờ mình xuống cái ngăn thứ hai. Thì trên ngăn thứ hai thì chúng ta sẽ có ba cái khay nhỏ. Thứ nhất giờ mình sẽ chỉ về cái kiềm phanh, gồm có thẳng và cong và có banh ga bên vào nha. Đấy, mình đang lấy cho các anh em xem. Thì ở đây những cái đầu này nó sẽ tương thích những cái phe hoặc là cái phanh, cái đầu nó rất là nhỏ nha. Cái này cũng khoảng tầm hơn là một ly, 1 ly 2 nha. Nhiều khi mình nhìn đây chắc cũng khoảng 1 ly. Đấy, thì anh em xem cái thân được thiết kế là nhỏ cho đến to. Đấy, anh em đút sâu vào thì nó sẽ ăn vào ở giữa thì nó sẽ cứng hơn. Đấy là khi mình đút vào những cái lỗ phe á, mình đẩy thật chặt vào á, thì bóp thì nó banh rất là dễ dàng. Đấy. Ok, bây giờ là ở cái khay nhỏ kế bên thì chúng ta sẽ bắt gặp là những chuyên về kềm. Kìm nó còn gồm có 4 loại, thứ nhất là mỏ nhọn nè, đầu thẳng, thứ hai là đầu cong, thứ ba là kìm cắt nha, thứ tư cuối cùng là mình sẽ là dạng kìm đầu bằng. Cái này là vừa thuận tay, anh em tay thợ tay to thì tay bé, vừa như ở châu Á mình, như chính là người Việt Nam mình á, thì dùng những cái dòng này nó sẽ rất là chắc, bóp rất là chặt. Đấy, các em xem, chứ không phải là nhỏ quá thì bóp nó không đủ lực nha. Rồi cái khay ở thứ ba này thì chúng ta sẽ bắt gặp được dạng hai cây mỗi lớp. Thứ nhất về một cái cây mỗi lớp là nó có 200mm và 250mm. Ở đây một cái nhỏ và một cái to, rất tiện lợi cho anh em mình muốn kẹp hoặc phụ mở như thế nào thì ở đây nó có tùy theo số, theo size cho anh. Rồi cái cuối cùng ở trên cái khay này thì chúng ta sẽ thấy là có một cái là cái kìm bấm chết nha các anh. Đây là cái kìm bấm chết nhỏ theo kiểu mà giống như là mỏ cá sấu hay gọi là mỏ bằng, mình kẹp hờ mình cần phải dưới hàng hay cái gì á, tùy các anh em. Và đây là cái kìm hơi đầu cong, ví dụ mình kẹp những cái đầu mà con tán á, hoặc là con ốc thì tùy theo cái địa phương mình gọi nha, tán ốc thì mình sẽ kẹp vào thì sẽ rất là chắc chắn nha các anh em. Đấy, rất nhẹ. Và được thiết kế cái dòng kìm này nó hay ở chỗ là khi anh em mà siết chặt vào, không phải như cái dòng kìm của Trung Quốc là phải đẩy bằng ở giữa ra, nhưng ở đây là sẽ bóp lên rất dễ dàng và dễ mở luôn nha các anh em. Ok, mình sẽ xuống ngăn thứ ba. Đây là cái khay thứ ba nha, thì sẽ gồm có những cái khay nhỏ như thế này.
thì đây là những cái đầu mũi vít nha các em. Thì trên đây nó có một cái đầu là 1/2 chuyển về một chuyên lắp về cái đầu vít. Để 1/2 này anh em có thể đấu vào trong một cái thân súng như thế này. Đấy, súng như thế này. Và ở đây thì sẽ có một cái lỗ viên bi, anh em lưu ý cho mình khi mình lắp cho nó đúng, mình sau mình tháo nó dễ để chống rơi, chống trượt á, chống rớt đi á, thì ở đây là sẽ không bao giờ rơi rớt được nha. Sẽ rất là hơi mạnh tay một tí. Rồi về cái đầu ở trên đây á, tất cả những cái đầu mũi vít này á, sẽ có theo số, như đây là dạng lục giác, đây là đầu 12. Thì ở đây sẽ có ngược lại, mình sẽ lắp những cái đầu này. Đây. Không ra được nha các bạn. Đây. Như thế này. Đấy. Ok. Đây là mình chuyên về những cái đầu mũi vít. Thì trên cái đầu mũi vít này á, sẽ có những cái đầu lục giác nè. 12 cạnh có nè các bạn. Có luôn. 12 cạnh có đủ size cho các anh em là nên M5 cho đến M to hơn, hoặc là T20 là dạng 6 cạnh nha các anh em. Ở đây là có sẽ có một cái đầu 3/8 cho các anh em luôn nha. Tùy theo cái đầu mình dùng, đa số là dùng 1/2 rất là nhiều. Ok, như mình sẽ nhảy qua đây. Thì ở khay nhỏ thứ 2, thứ 3 này á, nó sẽ liên kết với nhau. Ở đây là 1/2 tất cả những cái đầu dạng như là tay lắc. À, tay lắc 1/2. Ở đây mình nói là cái tay lắc là như thế này. Nó dạng cong như này thì anh em mình sẽ siết những cái vật dụng á, sẽ không bị vào tay. Đấy, khi mình lắp vào những cái tiếp này không bao giờ rớt được nha các anh. Đấy, thì bản thân cái đây là dạng chốt để mở bi, nó sẽ sập xuống. Mà ở trong đây thì lại thiết kế có cái rãnh rờ, thì mình đưa vào những cái này mình rút là không ra luôn nha các anh, nhưng phải mở cái chốt này ra. À, lưu ý với mình thì ở đây là trên cái bộ này á, mình sẽ nói sơ qua có những cái loại tiếp ngắn như thế này là dạng 10 ly đổ dài cho đến cái đầu tiếp 32 cho các anh em luôn nha. Tất cả là đuôi 1/2 hết. Thì trên bộ thì theo bộ thì luôn luôn có những cái tay đảo chiều như thế này. À, mình quấy như thế nào thì tùy các anh em sử dụng. Còn ở đây nó sẽ có đầu nối dài và luôn luôn sẽ có một cái mở buji theo dạng bằng tiếp luôn nha các anh em, nó rất là dày dặn luôn. Ở trong đây nó có ron cao su. À, đều dùng mở 1/2 hết luôn. Đây là mở xe máy ốc 16 nha các anh em. Còn anh em muốn mở ô tô luôn thì vẫn có luôn nha, 21 vẫn có luôn. Đấy, đầu chuyển đổi. Và trên cái bộ này nó sẽ có một cái dạng tiếp, tiếp dài nha các anh em. À, nó có sẽ có từ 6 từ 8 nha. À, sorry. Đây là từ 8 cho đến 20, 21 nha các anh em. Rất hữu dụng cho anh em mình dùng trong một cái bộ sửa chữa xe máy như thế này. Đấy. Thì đây là kết thúc của ngăn thứ 3, mình xuống ngăn thứ 4. Đây. Bây giờ ngăn thứ 4 anh em sẽ bắt gặp là có rất nhiều đồ chuyên về làm điện tử, hoặc là mở những cái ốc đồ nhựa, hoặc là mình làm những cái đồ chuyên dòng xe châu Âu như dạng dòng E. Thì ở đây mình sẽ giải thích rõ luôn cho chi tiết. Thứ nhất về cái mũi vít này anh em sẽ có hai loại. Một là bake hay còn gọi là 4 cạnh, nó có nhỏ có to đây, và đây là dạng vít đầu bằng hay còn gọi là vít dẹp nha. Ở đây nó gọi một là mình gọi là trừ luôn cũng được, thì nó có nhỏ có to, nó đủ ly cho các anh em luôn. Nó có từ 2, 3, 4, 5, có ngắn có dài. Và trên cái bộ này nó sẽ có một cái dạng như là một cái đầu nhỏ bake, thì ở đây là dạng hơn kiểu mình tì tay anh cái này, mình nhấn mình tì mình mở thì mình xoay 360 độ, thì cái này rất là tiện lợi cho mình luôn. Có vít theo kiểu nhỏ to đầu mũi nữa, tùy các anh em lựa chọn nhé. Rồi cái bộ chuyên dụng như thế này, ở đây là mình sẽ có những cái bộ 6 cạnh hay còn gọi là hoa thị. Đấy, thì trên đây có những đủ size số cho các anh em luôn, đây, nhỏ nhất và to nhất, kèm theo là đây là bộ lục giác bi. À, đây là một đầu bi cho các anh em và một cái đầu lục giác bằng. Đấy, hai đầu thì anh em lựa chọn rất là dễ thoải mái luôn. Và cái bộ chuyên dụng như những cái dòng xe có như là những cái đầu 6 cạnh như gọi là hoa thị á, gọi là E, ở đây nó dùng là đuôi 1/2, tất cả đều có số đủ size hết. Thì gồm có những cái loại size như là 10 E10, E12, E14, E16, E18 và E20 chuyên về là 1/2. Còn E4 cho đến E5, E6, E7, E8 thì tất tần tật ở đây là dùng cho đuôi 1/4. 1/4 hết cho cái này, rất nhỏ luôn, tiện dụng cho cái này. Rồi, cái khay nhỏ của thứ 3 đây.
Thì ở đây anh em mà muốn đục, đấy, muốn đục thì có sẽ có búa kèm theo, búa bằng kim loại. Thì ở trên cái mũi đục này thì chúng ta sẽ có bắt gặp là nhỏ nhất, trung và to nhất. Thì các anh em muốn đục phá những con ốc hoặc lấy những cái gì cần phải lấy thì mũi đục thì rất là cứng cáp nha các anh em, đục là vỡ đầu ốc luôn nha. Rồi thì anh em mà làm những cái đồ mà cần phải búa nhựa, ở đây có những cái hạt cát gọi là trợ lực, mình sẽ gõ một nghe tiếng tách 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 như này. Đấy, trợ lực rất là lớn nha các anh em. Sản phẩm này anh em muốn mua từng khay hoặc là muốn mua từng bộ phận nào thì các anh em chỉ cần gõ những cái sản phẩm đó ra thì sẽ có những cái mã như này, anh em mình sẽ đặt hàng rất là dễ dàng. Ok, là bây giờ là mình sẽ kết thúc cái ngăn thứ tư, mình xuống ngăn thứ năm. Thì ngăn thứ năm ở đây chúng ta sẽ thấy những cái dạng như bộ tê của hãng nha các anh em. Bộ tê này nó rất là cứng cáp luôn. Đấy, nó có cái gì là mã của cà phê Trum. Đấy là 614, rất là tôi, rất là cứng. Thì ở như theo thông dụng á thì anh em cũng chia sẻ là chuyên về mở những cái dòng ốc mà tại con này mở rất nhiều luôn nha các anh em. Thì ở trên cái bộ này nó sẽ có gồm 8 nè, 10 nè, 12, 13, 14, tổng là 5 cây cho các anh em. Quá ngon. Đấy, còn anh em còn lớn hơn nữa thì anh em có thể alo lấy thêm nha. Với một cái tủ này nó có chỉ có 174 chi tiết thôi, thì nó sẽ có số lượng theo kiểu nhất định, thì có những con sẽ thiếu 1, 2, 3 con hoặc là thậm chí là chục con thôi. Đấy. Rồi, cái ngăn thứ 6 thì ngăn thứ 6 hoàn toàn là trống không. Thì ngăn thứ 6 thì tất tần tật là những cái dụng cụ này khi anh em mà mua đều đặt ở trong cái khay này. Một bộ găng tay, một bộ này. Ok chưa các anh em? Đây là kết thúc về hành trình một cái tủ 55300M nha các anh em. Đây là một cái tủ 174 chi tiết, lưu ý cho mình nha. Bây giờ mình sẽ test thử một cái con xe này dùng bằng một cái súng điện thì anh em cho biết mình đánh giá nha. Bây giờ mình sẽ test cho anh em một cái khẩu súng này, nó mình sẽ đọc thông số cho các anh em là motor thì nó là 450W thôi, mà lực xoắn con này lên tới 450 N. Làm chuyên dụng cho xe máy và tay con thì anh em dùng cái này rất là tiện lợi nha. Thì chỉ ở đây là cái chỉ dùng điện thôi nha các anh em. Thứ nhất là anh em mà không có chỗ điện hoặc những nơi mà không có dây điện mà tiêu chuẩn á, thì hoặc mình ở những khu nhà máy nè, phân xưởng nè, và những cái chỗ ra ra các anh em không có dây, mình cũng có luôn, giới thiệu cho anh em luôn cái cuồng này 30m. Và những cái thiết bị này sẽ liên kết là rất chắc chắn, ở đây nó có một cái rãnh để mình giữ lại để chống rơi chống rớt, và kèm theo là cái nắp này sẽ giữ lại cho các anh em không bị tuột ra, anh em sẽ cắm vào nó rất cứng luôn nha các anh. Đây là thấy chưa, và cái bộ này sẽ giữ ở đây. Bây giờ là mình sẽ mở cái phuộc ốc 14. Đây các anh em xem đầu bi ở này, anh em có thể ở đây cắm vô đại, ở đây nó có 4 cạnh lận, mình cắm chiều nào cũng được nha. Ok, và lưu ý là khi các anh em dùng súng này á, sẽ có 2 nấc đảo chiều trái phải. Bây giờ gạt ở phía bên trái thì nó sẽ là xoay ra, mình sẽ mở ốc phuộc. Rất nhẹ nha các anh em. Đây là mở những cái đầu ốc phuộc, mình mở cho anh em con thứ hai nữa. Chỉ cần là bóp một nhát thôi, những cái dòng ốc 14 này rất nhẹ nhàng luôn, tại vì cái khẩu này rất lớn nha các anh. Bây giờ mình sẽ siết vào nha cho anh em xem. Wow, các anh em mà siết mà mạnh quá nhiều khi là ép chặt ốc lắm. Nhiều khi là mình siết 1-2-3 cái á thì không sao, khi mình siết lực theo kiểu mà cố ép vào á, có thể động tán là mình có dị dạng luôn, thì cái bộ tiếp này nó sẽ ngấn vào, gịch quá lớn nha. Lưu ý cho mình, đây là cái khẩu 1/2 nha các anh em. Anh em rút ra, mình sẽ lắp một cái đầu bằng vít thế này, cái này anh em sẽ kéo ra, đút vô là các anh em sẽ dỡ ra, nhảy không ra. Trên đây là có những cái đầu mũi vít như thế này luôn, thì anh em muốn cần mua thì mình sẽ có những cái đầu to đầu nhỏ, thì anh em chỉ cần liệt kê hoặc là liên hệ với nhân viên sẽ biết tư vấn cho các anh. Đấy,
ok chưa con em? Thì anh em mà thay mình có thể mình dùng cái tô vít á, mình vặn nha, mình vặn thì ở đây mình vặn ra thì con này sẽ rất là nhanh. Thì anh em mà muốn mở ra thì anh em có những cái này mình cần vặn bằng cái tô vít, bây giờ mình sẽ mở bằng máy luôn nha các bạn. Đấy, đàn ốc đã ra rồi đó nha, bây giờ mình sẽ chiếc vào. Thì chiếc vào thì anh em sẽ lưu ý nha, cái lực này rất lớn thì mình chỉ có thể là mình bắn ra là ok, còn siết vào thì em đi từ từ thôi, như thế là thôi nha. Nếu mà gịch nữa là tét luôn cái đầu ốc. Và cái đầu mũi vít chuyên dụng này á, sẽ rất là tiện lợi cho các anh em khi mà trong quá trình mà anh em muốn khoan tường có luôn cho các anh em, chỉ cần rút ra như thế này thôi là xong, là khoan vào nha. Đây là mũi khoan tường rất tiện lợi, và cái lực sóng này anh em có thể làm những cái trang trí ở nhà nha. Đấy, các anh em xem những cái gì mà mình hồi nãy mình có liệt kê tất cả các anh em luôn trên một cái tủ, và cái bộ đi theo mà với phần quà này rất hữu dụng cho các anh em, không chỉ riêng cho làm việc cho xe máy nha. Và ở đây chứng tỏ ở đây là có thể làm cho những khu lắp ráp xí nghiệp để sản xuất những cái thiết bị như là cần phải là lắp bằng điện, thì ở trên cái súng này nó sẽ đi theo toàn bộ đó, thì nó rất là hữu dụng luôn. Nếu anh em chọn thêm một cái tủ quá, nói chung là nó quá ok để mình gần hoàn thiện gần 98% cho cái việc mình sửa chữa, còn 2% thì anh em có hiểu có những cái chi tiết sẽ không có, anh em có thể sắm nhặt vào trong cái tủ. Thì tủ này sẽ dư rất nhiều chỗ để những cái đồ vật tư vào trong đó. Anh em cần có thắc mắc như thế nào á, anh em có thể liên hệ đến website của Zato.vn hoặc là số hotline 0936318800. Thôi xin chào tạm biệt các anh em.